Xin chào các bạn biết cách làm sao để được 8,5 văn trung học phổ thông quốc gia, thi trung học phổ thông quốc gia được 8,5 văn ấy. Ở cái đấy thì mình không biết, bởi vì mình được có 9 đâu nên mình không biết cách làm sao để được 8,5. Hiện nay thì các bạn thấy không, mình vừa mua được một gói bài Nho Nhã có sâu ninh, rất là khó luôn, bởi vì gói Nho Nhã này nó có tận 10 là FR, các bạn hiểu không? Tức là một lần mua ấy, các bạn sẽ được một là UR và một là FR. Mua thì mất 50 vé, thì để được x3 con sâu ninh này cực kỳ khó luôn các bạn. Nhưng mà mình may mắn vừa mua được con nữa nhá, nãy mình có 50 thẻ và mua phát được luôn, tuyệt vời. Đây mấy con này thì mình có khá nhiều luôn này, đấy toàn x3 x4 thôi, à con sâu ninh thì mới được x3, mình vừa mua được đấy, rất là vui. Nên làm luôn video cho các bạn một video để đánh những bạn auto đi nhá. Những bạn auto thì họ toàn kẹp bài, chủ yếu là để cho quái tự đánh, không kích được effect quái, hoặc là phép bẫy thì chủ yếu là phép bẫy phá triệu hồi hoặc là bẫy phản đòn, thì chủ yếu là vậy. Nên mình muốn chơi deck này để đánh lại với bạn auto. Các bạn khi mà đánh với auto thì phải rất cẩn thận, bởi vì họ nhiều bẫy lắm, và deck này thì sẽ không sợ bẫy, nó sẽ vận hành theo cách các bạn rút bài và câu giờ cho đối phương không làm gì được mình, thì rất là mạnh để trị những bạn auto, trị nhá, chừng trị những bạn auto. Còn đánh mấy người thì không ăn được ai đâu bạn ạ. Ví dụ như thánh kỵ nó sẽ có đẩy phép bẫy này, đẩy quái này, phá quái này, phá phép bẫy, thì deck này không ăn được. Hero tà đạn cũng không ăn được này, anh hùng vận mệnh không ăn được này, nhập thể không ăn được. Tóm gọn là deck này chỉ đánh với auto thôi các bạn ạ, không đánh được mấy deck khác đâu. Đây thì trước hết là phải lấy xích, xích là đây, các bạn vận hành theo cách rút bài, nhưng mà rút bằng con sâu ninh kia, con đúng nhỉ, đúng rồi, con sâu ninh, con này nó cho các bạn rút bài rất là nhiều, nhưng mà các bạn phải cấm đối thủ tấn công đấy. Các bạn cứ lấy con sâu ninh trước, rồi phép thì mình sẽ tìm tùy theo các bạn có gì thì lấy đấy. Đây là một ạc mình đang cho thuê, thì hiện tại là chắc bạn đấy không chơi nên mình nhảy vào chơi ké tí thôi. Thật ra mình đang cho thuê và ạc này thì phải mười mấy ngày nữa mới có các bạn ạ. Bạn ấy thuê hẳn 2 tuần, 2 tuần thì 20k, một tuần thì 10k. Đặt này là vậy đấy, lấy mấy một số lá rút bài, và đặc biệt nó phải có gì nhỉ, có cái rào sát rỉ ý. Để mình lấy nốt nạp bạn nhé. Đây nó phải có cái rào này này thì mới chơi được đấy. Mình có x3 rào luôn này, bỏ hết vào. Cái rào này cũng khá là ngon. Hộ vệ, cái rào này thì dễ kiếm các bạn ạ, hình như arc này không có kiếm ánh sáng luôn, hình như là vậy. Thôi không sao, cái kiếm ánh sáng thì cũng khá là ngon, nhưng mà arc này chưa chưa có nhé. Lấy gì nhỉ, mất trọng lực sao tôi sửa. Cái này thì cũng khá là ngon, nhưng mà thôi, nó cũng giống một lá hồi sinh thôi, không có gì. Đây, lấy bùn nhìn sát vụ. Cái này chỉ auto rất tốt. Mấy bạn auto không phá được cái lá này thì không thể tấn công luôn. Con đường chặt hẹp, cần không nhỉ? Nếu mà cần con đường thì cầm đối thủ triệu hồi cũng không cần thiết. Đây, lấy token đi, token cũng không cần thiết các bạn nhỉ. Hồn đóng băng là một này. Cần hồn đóng băng. Token chắc là theo mình là không cần đâu, bởi vì là mình đã cấm người ta tấn công rồi ấy, thì không cần token. Lấy gì nhỉ, phản xung nạp đạn các thứ à? Phản xung thì chắc cũng không cần, mình chỉ cần cho đối thủ ra quái các thứ đi, nhưng mà mình không cho đối thủ tấn công vậy là được. Cần gì nữa nhỉ, bẫy chắc là được rồi, thì dung hợp các bạn đấy bừa cái con này này. Con gì nhỉ? Các bạn có gì dung hợp mạnh thì các bạn lấy ra. Theo mình thì cứ lấy cái con rồng trắng mắt xanh này, này. Nó đam rất là to. Nó sẽ kết hợp với cái lá bẫy đánh rắn rụi cỏ. Đây này, lá này nghe effect thì khá là tuyệt vời. Nhưng mà mấy bạn kia auto ấy, mà auto thì rất là khó dùng, rất là khó để phá cái lá đấy. Mình xem còn gì nhỉ. Arc này thì cũng có khá ít di tích. Để mình xem còn cái lá gì mix vào được không.
Chắc là quái vậy rồi đấy. À, giờ thêm mấy con quái bổ trợ. Mình sẽ lấy con này này. Con này này. Ấy giời, khó nhỉ. Con hồn song sinh này này. Cũng được. Con này thì để rút bài cũng được này. Thánh kỵ à. Còn mấy con effect đặc biệt nào không nhỉ? Để mình nhớ. Như kiểu kẹt xe ngang ấy. Con đấy cũng là một con tắt đánh tấn công rất là tốt. Nhưng mình không có con đấy rồi. Đây, con này thì cũng bút bài. Võ sĩ băng. Nên cho võ sĩ băng thì nhỉ? Võ sĩ băng thì đam nó cũng to đấy, cũng thủ sân được. Con này thì cực kỳ có hiệu quả khi các bạn đánh với auto. Auto nó sẽ pem vào con này và nó sẽ mất bài rất là tốt. Đây, cho cái con này vào để thủ sân cũng được này. À, mình nhớ rồi, Kuribo. Mình vừa nhớ ra. Ngày xưa mình cũng chơi deck này mà, bởi vì ngày xưa nông dân nó ít bài lắm các bạn. Mình thường ra cái con Kuribo ấy. Ồ. Thì mình sẽ cho các bạn xem nha, Kuribo khá là xịn luôn. Đây, Kuribo có cánh. Con này thì effect nó là gì? Nó sẽ giúp bạn có tường chắn sinh mệnh. Tức là các bạn một lượt trên sân các bạn không có gì thì các bạn cũng không chết. Nó giúp bạn thủ sân luôn. Cái gì nhỉ? Có nên để tượng không nhỉ? Tượng thì cấm triệu hồi thôi, cũng không gì đặc biệt. Để mình xem còn là gì ngày xưa mình hay chơi nhỉ? Ngày xưa thì mình chơi cũng khá là cùi, lúc đấy cũng chưa biết gì nhiều ấy. À, cụ rùa, có chắc cụ rùa không nhỉ? Cụ rùa nghe tên khá là hay, nhưng mà effect cũng khá là chán. Thôi, đánh thường nào. Gặp auto thì sẽ win. Còn gặp đánh thường, à, nhìn bạn này chắc là giống auto lắm. Mấy cái bạn auto ấy thì thường 40 lá và thôi mình đã đuổi đấy. Không biết bạn này auto hay không mình. Đây chắc auto rồi, bởi vì có chiến binh cái gì nhỉ, à thuật gia chứ nhỉ, thì nó thường auto. Nhưng mà auto với con 4 sao này ghê lắm các bạn ạ. Cái con 4 sao này này thi thoảng cái effect của nó ấy, nó tự kích các bạn ạ. Nó à, đúng bạn này auto thì cầu xin là. Ồ may quá. Effect của con 4 sao này này, nó mỗi lượt nó ném xuất sắc một lần. Nếu mà trúng số nào ấy nó sẽ ui. Chết luôn con nò rồi các bạn ạ. À thật đấy. Mình tưởng con đấy chết rồi cơ mà còn sống dậy nữa. Ồ, tuần sau thì mình sẽ thủ sân nếu mà tung ra xuất sắc 4 sao thì mình đi. Ô kìa. Con này thề cái con 4 sao này này effect cực cả các bạn ạ. Nó ở đối phương thì chắc chắn nó sẽ giết được quái mình, còn ở mình thì không bao giờ mình giết được. Giờ mà mình kiếm không được cái lá rào sát rỉ là mình đi nhá. Ui vậy là bạn ấy đi rồi. Khoan, nếu mà cái con 4 sao kia kìa nó nổ chết cái con sâu ninh của mình thì mình cũng đi. Hiện tại còn 50 máu luôn nha các bạn, rất là căng thẳng. Thì đợt này sẽ ném tiếp sâu ninh. Ồ, được hai con sâu ninh rồi thì khả năng ba con sâu ninh nó rút bài rất là ghê các bạn ạ. Các bạn cứ chờ nhá, bạn này auto rồi thì mình đã có cái rào nữa rồi này. Chỉ cần có ba cái rào thì các bạn rút được nó rất là dễ. Và mình sợ nhất cái bom quay này này, cái effect của nó là nó giết được một con, may mà chỉ là một con thôi đấy. Nó mà giết tất cả quái cùng sao thì khổ nữa các bạn ạ. Cầu xin là đừng rơi ra hai sao. Ồ, ba sao các bạn ạ. Ồ, hiến tế rồi kìa. Ui rồi, tí thì nó nổ cái rào của mình. Nó mất nổ cái rào thì mình đi luôn các bạn ạ. May quá, nó nổ chết con sâu ninh chứ không nổ chết cái rào. Thật là may mắn. Giờ sẽ dùng con hồn song sinh rút thêm mấy lá lên phá bừa đi. Chết không nhỉ? Đấy, phá cái lá phép chết luôn con quái. Giờ chỉ cần bỏ bài thôi các bạn ạ. Các bạn lưu ý nhá, bỏ thì đừng bỏ mấy cái lá chân tay hay cái gì, giữ lại chân tay đi các bạn ạ. Các bạn bỏ chân tay là thua luôn đấy. Một lượt thì chỉ rút được hai lá, giờ mình cũng không hồi sinh được nữa tại có con ma nhân kiểu các bạn ạ. Giờ chỉ cần không cho đối thủ tấn công vậy là được. Cái hồn nóng băng ý thì effect của nó rất là ghê, kiểu nó cấm đối thủ luôn, không thể nào kháng được ý. Nó không giống phép bẫy tồn tại trên sân mà nó kích hoạt trực tiếp luôn. Rồi kết thúc lượt là mình win, kết thúc lượt là win.
lưu ý không bỏ chân tay và bộ phận đi, win luôn này. Đấy, rất là dễ nhá, cái deck này là vậy. Hình như bạn này không phải auto các bạn ạ. Bạn này mình thấy dùng effect của con nhập hồn này này, lấy bài lên tay nhá, chắc là không phải auto, nhưng mà mình cứ thử sức xem. Mà hình như mấy con nhập thể này này, nó có một con là xuyên phòng thủ các bạn ạ. Nếu mà xuyên phòng thủ khi mình dùng cái con thiên sứ này này, nó sẽ bị chết. Úi dồi, mắt nạ luôn, chắc chắn không phải auto rồi, bởi vì dùng được con mắt nạ là không thể auto. Tuần sau mình sẽ ném nó aroma sang, chắc là sẽ thủ được sân ấy. Nếu mà bạn này có Galaxy thì chắc là mình thua. Mấy con mắt nạ này, này nó thường mix với Galaxy rất nhiều. Có nên thiếu nữ mắt xanh không nhỉ? Thôi mình cứ ném con nó lên trước để tăng NP nha các bạn. Hiện tại thì mình còn rất ít NP. Nếu mà arc này có con được hy vọng thì cũng rút bài rất là tốt. Ôi chết, mấy con nhập hồn, à, nhập thể này, effect của nó ảo lắm các bạn ạ. Nhiều effect ý, mình sợ nó phá được cái con nó aroma của mình. Nhưng mà bạn này bui bài của gì ấy? Hình như bui 1, 2, 3, 4, 5. Bạn này dùng 40 lá nhưng mà bui bốn mấy lá ấy, tức là nó bị rất là dễ chết bạc. Đánh đi để con máy móc này nó rút bạc. Rồi có cái này thì mình ném nó xuống, xong đó lẽ ra mình phải bây giờ tơn sau dùng mới được. Tơn này dùng thì chưa có sâu ninh và sẽ đi mất đi một tơn. Hơi non chỗ này. con này hình như là vua rồng nội trị à. Chết rồi, bạn này hình như có mấy con rồng đấy. Căng nổi lên, xa điệu rồng, chết rồi. Úi dồi, có cả 6 quả rồng nữa. Khéo phải full sân mất một con rồng ấy. Hai con rồng. Nếu mà không có Galaxy thì mình không sợ, còn Galaxy thì ghê lắm. Triệu hồi gì đấy? Effect gì à? May nhỉ, bạn này không có Galaxy này. Con rồng kia nó không có tường nhỉ. Mình nhớ hình như có con rồng nào, con rồng nào nó búc tường cho ấy. Nhưng mà không sao. Đại loại là bạn ấy không dùng thì mình sẽ úp con sâu ninh sang. Con nhập thể này này. Con nhập thể này thì phải triệu hồi nghi thức thì mới bắt được quái. Nếu mà triệu hồi thường thì không bắt được quái đâu, nên cũng không sợ đâu. Tương sau chỉ còn cái rào nữa là được. Cố kiếm một cái rào nữa. Cái gì nhỉ? Siêu to khổng lồ. Mấy bạn bạn này chơi rồng đúng là nông dân, không có Galaxy các bạn ạ. Mặc dù nên được 3 con 8 sao nhưng mà không gọi Galaxy. Ôi chết rồi, không có nào rồi. Đây, ném con sâu này xuống nhá. Mình ném sâu rồi nạp đạn. Bởi vì mà thôi, nạp đạn các bạn ạ. Bởi vì nếu mà ném sâu ấy nó ít bài, không rút được nào thì đi lấy vỏ sẽ băng nào. Thử xem. Ui trời ơi, cái này nhân phẩm các bạn ạ, rút đúng một lá ra luôn cái ra thì khá là đáng tiếc. Không có con sâu kia, con sâu kia thì rút được nhiều bài hơn. Bạn này thì chắc là đợi mình chơi game thôi, chứ giờ bạn đấy thì vào quỹ đạo rồi, không làm gì được mình. Mình cứ treo vậy thôi thì full sân này mà có được gì đâu. Nếu mà có mấy lá phá phép ý thì mình còn sợ, nhưng mà bạn này chắc là rút được lá đấy thì tới khuya mất. Giờ sẽ đợi rút được con sâu nữa nhé. Vứt con hero đi, vẫn chưa thấy sợ sâu đâu. Một sâu thì nó rút bài khá là chậm. Đây rồi, bây giờ lại có sâu nữa rồi. Ném sâu lên và dùng hồn đóng băng, cần thiết thì có thể dùng nạp đạn, mà thôi mình sẽ để hai con sâu rút. Bạn này thì giờ không đánh được luôn, không làm gì được. Triệu hồi đi, triệu hồi lại. Khoan, không có gì. Nếu mà mình tưởng dung hợp thì thế này rất là dễ dung hợp nên con kỵ sĩ rồng mắt đỏ, mà dung hợp nên con đấy thì mình đi luôn, mà chắc bạn này không có đâu. Hai con sâu thì rút bạn khá là nhiều các bạn ạ. Ba bộ phận rồi này, bốn bộ phận luôn này. Sắp win rồi đấy. Bạn này thì kiểu đứng nhìn người ta chơi game các bạn, không làm được gì cơ,
Đây là một thế bài rất là vip cho nông dân thôi, chứ nên gặp thánh kỵ này, xe nữa này, gặp mấy cái deck dạo gần đây thì đi luôn, trừ khi cái deck này phải gặp được auto hoặc là bạn nào đó tự bui bài, tự bui nhá thì mới được, chứ gặp mấy cái deck thuần ý của game thì rất là khó. Hồn hồn nó mang lên xuống nhỉ, hay để tuần sau nhỉ, mà hình như mình win rồi hay sao ấy. Đấy, giờ mình kết thúc lượt là tự win. Tại vì sao? Rút hai lá. Rút luôn được tay này, win luôn nhé. Đây là một deck khá là tuyệt vời các bạn ạ. Chơi tạo cảm giác ức chế cho đối thủ. Bạn này vip quá trời nên là con ma nhân rồi này. Giờ thì chắc là mình sẽ bán máu nhé. Tức là để cho đối thủ đánh ý, mình sẽ đợi và rút bài. Còn có 4k5 này. Giờ nên con thiên sứ này này thì thủ sân khá là tuyệt vời. Đấy, ma nhân với con này không làm gì được luôn. Chết rồi. Ôi con hero này nó xuyên phòng thủ. Kìa. Chết rồi, còn có K9 máu thôi. Giờ phải đúng là nhân phẩm các bạn ạ. Sắp chết thì rút được con sâu linh. Thì các bạn chỉ cần rút được sâu linh và cái lá rào sắt rỉ là các bạn win. Hai con luôn. Tuyệt vời. Vậy thì bạn này xin cái tuổi, nói thẳng như thế cho nhanh. Lại có rào nữa rồi. Thế thì bạn này win không win được đâu. Thế nhỉ? Rút bài được con sâu nữa kìa. Trời ơi. Cái này gọi là nhân phẩm chứ gì nữa. Rút mấy cái được con sâu và cái rào. Quá là tuyệt vời. Tức là giờ mình chỉ cần kết thúc lượt là rút được ba lá. Đối thủ kết thúc lượt cũng rút được ba lá. Cái con khủng long này này các bạn. Nó 9 sao và nó có full tường. Nhưng mà nó không có tường chắn phép các bạn ạ. Nó có chắn quái này, có chắn bẫy này, chắn gì nữa ấy, mình không nhớ. Nhưng mà nó không có chắn phép, vì thế là không thể tấn công được mình. Và bạn này khá là đen đấy, gặp đúng mình luôn. Có cái rào sát rỉ này, à đâu, cái này là rào ác mộng chứ nhỉ. Đấy, ba con nha, một lượt nó rút cho bạn ba lá. Đối thủ kết thúc lượt phát, rút tiếp ba lá. Đấy, ba lá nữa này. Quá là ghê gớm, giờ mình chỉ cần kết thúc lượt là mình sẽ win. Bởi vì sao? Bởi vì mình có rất nhiều lá rút bài. Không cần dùng rào luôn, mà cứ dùng cho chắc. Bởi vì, đấy, chỉ cần ba lá thì chắc chắn các bạn sẽ win. Các bạn chỉ cần kết thúc lượt là win thôi. Ném, các bạn ném cẩn thận nhá, đừng có ném tay chân vào. Rút bài, rút bài, rút bài, win. Khá là đơn giản nhá, một deck chơi khá là ghiền, đáng 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 để chơi các bạn ạ.